Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Lên xem ngộ không nào. Ui. Hơi nhiều nhè, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, hơi nhè, xuống đây chơi nè. Ok, ok. What the hell? Sẽ tử đây. Hi. Đừng. Hi. Tử rớt xuống rồi, nhưng mà nó vẫn không khả quan. Mình bắn gọi cả địch đến cứu bạn nhá. Mình bắn gọi cả địch đến cứu bạn nhá. Đừng cậu. Qua trong nhà này vô kẹo cứu mình đi cậu. Đây đây. Mình vào trong nhà đây. Mình vào cửa sổ này. Đợi mình đến đã. Từ từ đợi ông Nhi đến. Từ từ. Không bạn ơi, không bạn ơi, đừng cứu nó. Đừng cứu nó. Ui, hãy chiêm ngưỡng đi. Đây các bạn ơi. Bạn ơi. Bạn nghe vào đây Hôn Nhi ơi, đừng cứu nó. Đừng cứu nó Hôn Nhi ơi. Đấm rồi á. Nhưng mà bạn đã ra ngoài chưa? Chưa. Bạn nghe vào đây Hôn Nhi ơi. Lúc nãy đang chê bạn Caligo đấy, Hôn Nhi ạ. Cái giá phải trả khi mình chơi. Cái giá phải trả anh em bạn, lúc này nó bảo Kelygon ông ạ. Sao game phải rẻ tiền vậy? Thần quyền này. Các bạn ơi, thần cứu. Quyền này. Thần quyền rồi này. Thần quyền. Thần quyền bạn ơi. Mừng được các bạn ạ. Nhảy nhảy bạn ơi, nhảy bạn ơi. Nhảy cái này đi bạn ơi. 1. Tại xong ra được. Ten 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 ten. Bạn ơi. Ten ten. Cứu mình đi. No. No. Đi hỏng xanh này nữa chứ. Baby sa du 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 sa du 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 baby sa. Thần quyền. Sao để ra đây? Thần quyền. Thần quyền. Ai cập, Ai cập, Ai cập, Ai cập. Cứu. Tên 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 tên. Đồng đội những cái quần quay à. Hỏng xanh. Sao mình kẹt ở cái góc menu không nhỉ? Các bạn có thể cứu mình nhỉ? Camera thần quyền. Các bạn, đừng làm vậy. Mình buồn. Các bạn, no. Cứu. No, mình không cứu bạn đâu, no. No bạn ơi. Là một cái hành động xem nào. Cậu làm như mình đi. Cứu không cậu. Làm được hành động. Đúng rồi. Không cho dùng hành động. Cậu hãy làm như mình đi. Cậu cứ đứng đấy đi. Cậu có làm hành động. Cậu hãy đứng đấy đi. Wow. Đừng. Đây để mình dựng bom keo lên đứng với bạn cho vui nha. Đây mình có bom keo này. Từ từ đây mình dựng cho. Mình dựng lên đứng cho vui thôi bạn ơi. Đây nha, mình dựng cái này nha bạn nha. Bạn đừng giả tiền như vậy. Ok, mình dựng bom keo lên rồi. Hôn Nhi ơi. Kẹo mình Hôn Nhi ơi. Kẹo mình để mình nhảy lên bom keo nào Hôn Nhi ơi. Ok. Bạn phải đứng dậy. Cứ đứng dậy đi ông ơi. Nhảy qua rồi. Từ từ lại. Ui, bạn định đấm bom keo của bọn mình à? No, bạn định phá hoại à? No. Đây mình cứu cho. Cứu những người bạn đẹp tiền. Mình cứu cho. Thần quyền. Đẹp tiền. Mình cứu cho này. Mình cứu cho. Để mình đứng đứng cứu. Mình đứng thần quyền cứu bạn này, mình cứu bạn này. Mình cứu bạn cho. Mình cứu bạn đi. Đây mình sẽ cứu bạn. Bây giờ đây. Check game đi củ đi. Vào nhà đã anh em ạ. Ấn nhảy méo được luôn. Vào nhà bật ghế ngồi xem sát thủ ấy. Hôn Nhi, cẩn thận bom rơi. Bom rơi bạn ơi. Mình nghĩ mình không chết được nhưng mình chết vì một con tâm hồn. Ai đó. Bạn sẽ không cô đơn. Đấm mình à? Bạn sẽ không cô đơn. Có cứu đâu. Có ai đó. Có đấm không? Thật quyền. Đậu xanh. Méo được. Méo thể ra ngoài được luôn. Cho bạn ăn lựu đạn nhá. Đây mình cho. Rồi. Mình cho bạn tỏa sáng này. Ây. Thôi cứu nó đi cậu ơi. Cho bạn tỏa sáng này. Tỏa sáng đi sát thủ ơi. Tỏa sáng sát thủ ơi. Mình câu nhầm liệu à? Ê sát thủ ơi, từ từ mình mang xe máy con này. Đây đây. Sát thủ ơi đây, mình mang xe máy qua cho này bạn ơi. Ok, thank you các bạn. Cuối cùng cứu được rồi à? Mình đang định mang xe máy qua cho bạn chạy này. Cuối cùng các bạn chịu thay cho mình. Tâm hồn mình bục dưỡng rồi. Bạn đã chừa cái ăn mạng chưa? Tâm hồn của mình giờ chó gặp rồi. Cái giá phải trả khi suốt ngày cái ăn mạng của đồng đội anh em ạ. Cậu đi làm gì vậy? Mình có làm gì đâu. Ui bạn ơi, bạn đừng rẻ tiền. Bạn ơi, đừng rẻ tiền. Tại sao bạn lại phá xét của mình vậy? Giờ là hơi lâu rồi. Trời ơi, sát thủ. Mình cứu cậu ra để cậu làm như thế à? Sát thủ ơi. Bạn bạn ấy chui ở trong lại chỗ lúc nãy đi bạn ơi. Bạn đừng chạy ra ngoài nữa bạn ơi. Đi ra ngoài và tìm niềm vui mới.
với các bạn mình cảm thấy thật rẻ tiền. Tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi đây. Bị thật là cậu vẫn rẻ tiền sẵn mà. Không, cậu có đắt tiền khi nào vậy? No. Tránh xa mình ra, không mình sẽ lấy sự rẻ tiền các cậu mất. No, kệ bạ. Các bạn hãy tránh xa mình ra, mình xin. Tại sao bạn lại như vậy? Bạn có thể rẻ tiền như vậy được sát thủ ơi. Mình sẽ wow. Mình nha các bạn. No, xây xe nó. Hôn nhê, xây xe nó. Mình không thèm. Đứng lại. Nó có kill rồi, cho nó ra là nó ăn kill. Đúng rồi các bạn ơi. Trứng nào tận đấy. Không chừa được. Sát thủ vẫn chưa chừa anh em ạ. Vẫn chưa chừa. Hôn nhê. Ui, tại sao vậy? Wow, okay. Các bạn lưỡi dài vậy, mình không kill các bạn ơi. No các bạn ơi, mình không kill các bạn ơi, no. Không người đến. No các bạn ơi, đừng các bạn ơi. No. Các bạn lại ăn nữa rồi. No. Mình có cả ad đâu, hôn nhi đấy chứ. Mình có làm gì đâu. Mình còn đang sợ chết đây này các bạn ơi. Đây là hôn nhi đấy chứ, mình có làm gì đâu bạn. Mình đắt tiền mà bạn ơi. Xuống xe. Đâu, đấy là hôn nhi chứ. Mình đâu có cái ăn mạng đâu. Bạn đừng bảo mình rẻ tiền, tội nghiệp mình. Hôn nhi ăn hết, mình không ăn. Ừ, đúng rồi. Đấy, bạn hãy bảo nhi, đừng bảo mình tội nghiệp mình. Am tàng hình, các cậu đừng nói về mình. No, bạn không tàng hình. Hôn nhi xuống xe. Hôn nhi xuống xe. Tiền. Hôn Nhi ơi, đừng chạy nữa Hôn Nhi ơi. Cứ để tiền sẽ phải trả giá. Giá đắt. Trả giá đi bạn ơi. Vậy. À Hôn Nhi lại ăn nướng giáp này. Wow. Lũ đồ của anh em ơi. Có một cái mũ ba này. Wow ngon. Những người anh em làm trả. Gì vậy? Thì này mình sẽ trả các bạn. Vào cái lúc nào đó. Uầy. No, bạn không có cơ hội đâu bạn ơi. Mình sẽ có cơ hội vào một khoảnh khắc nào đó. Bạn sẽ không có cơ hội đâu. Có, mình sẽ có cơ hội thôi. Vì cuộc sống quá khắc nghiệt nên là mình phải đổi qua SKS anh em ạ. Sao các bạn ơi? Không. Cuộc sống quá khắc nghiệt đã khiến kẹo phải đổi qua SKS. Wow. Các cậu có đang thấy điều mà mình đang thấy không? No. Team squad các cậu ơi, lên trên này. Team squad à? Gắt. Không quan tâm. Gắt các bạn ơi, gắt các bạn ơi, gắt các bạn ơi. Gắt các bạn ơi. Gắt vậy các bạn ơi. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ạ. Thế thì ghê rồi. Ghê rồi. Đây bạn ơi. Chứng ngay bạn ơi. Chờ sát thủ đến bao giờ? Không, sát thủ chuẩn bị đai. Wow. Ui, cái giá phải trả. Cái giá phải trả của sát thủ. Wow. Trong khi các bạn rẻ tiền, các bạn kêu đâu? Mình cái giá phải trả. Mình có làm gì đâu. Mình bảo bạn lên trên, bạn không chịu lên đấy chứ. Wow. Tôi cá đồng đội. What the hell? Hố giá. Từ bạn ơi. Wow, mình có làm gì đâu bạn. Sát thủ ơi, đừng rẻ tiền. Còn Hân Nhi cũng tố cáo nốt vì tội trả tiền kẻ bạn hay là... Chúng mình có làm... Này! Có làm gì bạn đâu? Này! Này bạn hơi quá đáng nhá! Cậu còn hên đấy! Mình còn cứu cậu đấy! Bọn mình còn cứu cậu đấy! Tại sao bạn không cảm ơn người đã cứu bạn? Tại sao vậy? Đấy cái giá phải trả thôi mà tại sao vậy? Cái giá phải... Chào đá bát! Sát thủ là đứa ăn chào đá bát anh em ơi! Hi. Ủa ôi, okay. Quyết đi cho phát đang chặn lên đây các cậu ơi. Từ bạn đây. Mình đây. Oh, có thể heo, tôi ghê rồi. Tôi ghê rồi. Trước mặt cậu. Tôi chạy, bạn ơi. Cái giá phải trả cho kẻ hi. Mình chạy đây. Tôi chạy. Bảo báo nó đến hơi sớm đó. Mình chạy đây bạn ơi. Wow, đây. Đông quá sao mình chơi, mình không có giảm thanh bạn ơi. Mình chạy. Chạy đi cậu. Ok. Chạy. Cái đó sĩ kẹo đang răn một cách rất là thành công. Chạy anh em ơi. Mình đang tìm cứu bạn rồi nhưng mà đông quá. Nguyên một team squad hả bạn? Từ từ. Nó có một thằng không bạn ơi. Không đông đâu. Không, một team bạn ơi. Not một thằng, đâu, mình chạy. Cậu nhìn thế nào thì một team. Mình không có dần tay bạn ơi, mình chạy. No.
Mình còn không có tiểu cả tiểu liên MP40 nữa. Cậu nên mình sẽ chạy. Cân 4 rồi. Ừ, P90 nhiều đạn thật đấy. Nhưng mà mình thấy không an tâm lắm bạn ơi. Mình sẽ chạy đây. Run. Run. Run các bạn ơi. Chạy đi. Đây, chạy ngay đi. Chạy với tâm hồn rẻ tiền. Wow. Ơ, mình nó rẻ tiền bạn ơi, đừng nói mình rẻ tiền, tội nghiệp mình. Các cậu thật rẻ tiền. Mình no. Ra bộ bàn thạch của các cậu. Ơ, mình có làm gì đâu. Mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Mình có làm gì đâu chứ sát thủ. Đáng nghe cậu nên quay lại và xử lý chúng nó. Chết như những người anh hùng. Đông quá sao mình chơi hả các bạn? Cậu phải cân 4. Mình chạy đây. No. Một đứa 20 viên hợp lý. No. Mình sẽ chạy các bạn ơi. Không, mình có ô ra rồi bạn ơi. Ui, mình đã thấy người nhưng mình chưa dám sấy bạn ơi. Dám xích rồi ôi. Mình phải xem cái đã. Vứt gà ro ra đi. Sao bạn lại nói như vậy? Sao bạn lại nói như vậy? Ui. Sao bạn lại nói như vậy? Sao bạn lại nói như vậy? Ui, sao bạn lại nói như vậy? Ui, nó dựng băng keo rồi. Cái giá mà chả. Còn máu có đá anh em ơi. Chả làm gì đây? Thì ghê rồi. Ô, ơ. Nó không đẹp đâm luôn. What the hell? Đâm thằng kia. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ạ. Ui, thế thì ghê rồi. Có vẻ đông quá nhỉ anh em. Wow, wow, wow. Ui, đậu xanh, ghê vậy. Ghê vậy ai chơi hả anh em ơi. Ui, ghê vậy ai chơi hả anh em ơi. Còn nó có đã làm gì bằng căng hả các bạn ơi. Ui. Gắt vậy, gắt vậy, gắt vậy. Ui. Nó chạy lên trên kia rồi bạn ơi. Gà đang canh mình, gà đang canh mình. Gà đang canh mình. Gà đôi chạy à. Con gà đang canh mình. Chạy được không, chạy được không bạn ơi. Ui ghê vậy. Đang sấy nhau kìa. Ghê vậy, ok ok đây. Mình chạy. Chạy các bạn ơi, run. Đây các bạn ơi. Bò trước á. Ok ok. Chạy bò trước đây. Đây con, đây. Các bạn ơi. Rồi yên tâm. Đây. Tuần này mình chạy bò đẹp nhất này. Wow, tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà chạy vào trong này gặp team. Bạn ơi, chạy vào trong này gặp team squad thì làm sao bạn ơi. Mình sợ gặp team squad, lúc nãy kêu hồn nhi. Wow. Em chạy. Con đỡ thấy mình rồi. Mình không chạy nữa các bạn ơi. Mày nhá. Mình không chạy nữa đâu, vừa thấy mình rồi. Wow, mình chạy xuống phía dưới. Cậu chạy xuống phía dưới đấy, đó đó. Đây bạn ơi. Wow. Cuộc sống khắc nghiệt quá anh em ạ. Chạy đây trên ok. Bó thu bên trên mà. Cuộc sống khắc nghiệt quá các bạn ơi. Đẹp luôn. Đấy, vào một cái nhà. Đây bạn ơi. Vào ok cũng được, ok chú cũng được. Ok bị móc lốp đấy bạn ơi, móc lốp đấy. Vào nhà cái đã cho an toàn bạn ơi. Nhưng mà mình sợ gặp team squad thì xanh mộ rồi. Vào nhà ngay đây thôi. Qua team squad mà. Ui. Còn team squad là ngay chỗ này này ông ơi. Nó ngay trong nhà thì tôi xanh mộ rồi. Chắc không nó chạy qua đây này. Đó. Úi giời ơi, đẹp. Chưa kìa. Đó, nghe tiếng chân các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây các bạn ơi. Đây từng. Nhà này không có đâu. Lần từng luôn đây, từng luôn. Đây, chúng ta đang xí nhau kìa. Chưa thấy bạn ơi. Không có ngắm à? Không có ngắm, nghèo mà. Ở đây cái coi anh em ơi. Ui. Đó, từ băng. Sao quá không thấy người, sao quá không thấy người không ạ? Lên mẹ nó nhà rồi đúng không ơi? Chưa có ngắm không ơi? Tí nó lên ngay mà. Ê, chúng ta đang cắn nhau kìa. Ok bạn ơi, ok bạn ơi. Bên trên kìa. Tận nha. Đây bạn. Mày chạy à? Mày chạy à? Này. Ok. Ui. Lật hố thì ghê rồi ngươi. Từ bạn ơi, từ bạn ơi. Gắt quá nhỉ. Lại lên thôi. Nó ra. Giúp nó ra. Đây bạn ơi, từ đây. Giúp cổ ra này. Okay, leo lên này với lại xuống hơi khó khăn không ạ? Cố thằng nữa thôi bạn ơi, cố lên. Này, thế rồi. Thế rồi bạn ơi. Mày chạy à? Wow, mày chạy à? Ok, biết rồi ông ơi. Thôi mình giới dựng băng keo rồi. Ui, nó thấy mình rồi à? Thế rồi ông ơi, bà đây. Làm gì căng? Ui, làm gì căng các bạn ơi? Làm gì căng hả các bạn ơi? Ra trong nhà đi. Ui, đâu rồi? Sử luôn. Ra trong nhà đi các bạn ơi, ra trong nhà đi các bạn ơi. Ui. Đậu xanh. Nét đâu, có nét đâu. Đến chơi với kẹo à? Không, không có rượu ông ơi.
không? Núi cọc treo. Gắt thế. Cô chú quế. Chắc cô chứ không? Chắc cô bạn ơi. Ui. Đây bạn ơi. Ui ghê vậy. Đâu có đấy bạn ơi. Đang còn đấy. Ok xuống rồi. Bốn thằng cùng team với nhau. Thôi xong. Xuống bạn xuống rồi. Ui. Bốn thằng cùng team với nhau. Thế thì ghê rồi. Thôi đừng xuống nữa. Thế vậy ai chơi hả các bạn ơi? Ui, bốn thằng cùng một team với nhau, thế thì gắt rồi. Để gắt rồi không ạ? Kìa, bên phải kìa sĩ. Ok, bây giờ ông ơi. Phải cộng liều thôi. Từ đây. Gì mà căng đây. Cứu luôn các bạn ơi. Các bạn ơi. Ui. Thế thì ghê rồi. Đây bạn ơi. Ui. Cái này. Cái đậu xanh nữa này. What the hell ghê vậy? Ui. Mình hết băng keo rồi. Thế thì chịu rồi, tưởng cho nó khác team với nhau. What the hell, bot cuối còn 4 thằng, hình như là 4 thằng này kêu hôn nhi này. Chịu rồi anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.